kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy. Anker 533, viên pin sạc dự phòng rất nhỏ gọn. Mình rất là ưng ý trong đợt săn sale vừa rồi. Hiện tại thì mình đã sạc đầy cho nó. Mời các bạn cùng mình set up để xả nó ở 5V 3A. Chúng ta sẽ cùng xả thử xem là cái con số rate capacity ở 5V 3A sẽ ra được bao nhiêu mAh. Các bạn sẽ dễ dàng so sánh với những viên pin sạc dự phòng đã từng xuất hiện ở trên kênh của mình. Mình sẽ reset các thông số của USB test về 0. Ok, chuyển sang nhóm thứ hai này, chúng ta đã về 0. Của tải mình cũng set về 0. Và chúng ta sẽ tiến hành xả nó ở 5V 3A các bạn nhé. Đây là lần xả thứ khá nhiều rồi. Bắt đầu này. Ở các lần xả trước thì mình đều ra kết quả rơi vào khoảng 5600 mAh ở 5V 3A. Bây giờ thì là lần xả cuối khi mà lên video. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng đọc kết quả. Và khi mà cắm nó vào một cái tải, gọi là gì nhỉ? Với một cái mức tải cố định như này thì cái viên pin sạc dự phòng của chúng ta nó sẽ có một cái đồng hồ ở đây. Nó sẽ tính toán là với cái mức tải như vậy, hiện tại nó đang rơi vào khoảng 15W. Đó, ở đây này. 15W thì cái thời gian mà viên pin này nó hết pin là bao nhiêu? Hiện tại nó đang báo ở đây là 2 tiếng 13 phút. Nó sẽ tải được với mức 15W này. Đó, 2 tiếng 13 phút. Nhưng mà thực tế thì mình test những lần trước nó sẽ chênh lệch, nó rơi vào khoảng độ gần 2 tiếng. Đó, nó chênh một chút. Ok, như vậy là mình vừa tiến hành xả xong cái viên Anker này ở 5V 3A và chúng ta sẽ cùng đọc kết quả các bạn nhé. Mình xin phép là đã phải sạc trước một chút để lát chúng ta sẽ có điện để check các chuẩn sạc. Đấy. Thì trong quá trình xả thì chúng ta sẽ đọc kết quả. Mình đã xả khá nhiều lần rồi. Nhưng mà có một số lần kiểu quên chuyển group của cái USB test nên là cũng chỉ đọc được kết quả trên tải giả thôi. Thì lần này mình xả ra được là khoảng 5700 ở 5V 3A. Trên tải cũng như vậy, khoảng 5700. Đó. Thì tổng hợp các lần xả của mình thì cái rate capacity của nó sẽ dao động một khoảng 5600 đến 5700 ở 5V 3A. Đó, đối với viên này thì các bạn có thể sử dụng cái thông số này để so sánh với những viên pin mà mình đã từng test trước đây ở trên kênh. Với con số 5600 đến 5700 như này thì mình đánh giá như nào? Nó không phải là con số cao nhất mình từng gặp. Có những viên đây, ví dụ như viên Ugreen 10.000 này, viên này thì thuộc diện huyền thoại rồi. Thì có thể rate capacity của nó sẽ lên đến là 6.300 cho đến 6.400. Hoặc là viên Samsung mình mới test gần đây, cũng có video bung rồi đấy, các bạn có thể xem lại nếu như quan tâm. Viên này cũng rate capacity là khoảng độ 6.300 ở 5V 3A đó, nếu mình nhớ không nhầm. Hai viên này rate capacity rất cao. Hoặc là viên của Xiaomi Mi Power Bank 3 Gen 3 10.000 ấy. Thiết kế của nó cũng dạng như này, vỏ kim loại, nó cũng khoảng 6.400, 6.300. Có bạn trên group đã test hộ mình rồi, cũng sử dụng tài giả tương tự như mình. Thì với con số 5.800 của viên Anker này, nếu như so ra thì nó không phải là thuộc diện cao đâu các bạn. Nhưng mà nếu như xét riêng viên Anker này, nó sử dụng 2 cell pin 21700 các bạn nhé. Nếu như mà xét so nó với những cái viên pin mà sử dụng cell 21700 khác ấy, thì cái viên Anker này có rate capacity là cao hơn nhé. Nó được khoảng 5.600 đến 5.700. Trong khi những viên mà sử dụng 2 cell 21700 mình đã từng test, ví dụ như là đại diện là Aoki N83S này chẳng hạn, thì mình xả nó chỉ ra được khoảng độ 5.300 đấy. Còn viên Movie Speed đấy, nó y hệt như này, cũng khoảng 5.300. Có những viên khác thì nó dao động khoảng 5.000, 5.200 đấy. Thì xét riêng những viên sử dụng cell 21700 thì cái viên Anker này nó thuộc diện là cao hơn so với mặt bằng chung. Đấy, để anh em có cái góc nhìn. Thế còn viên này tại sao nó cao như vậy? Tại vì nó sử dụng cell lipo. Nó sử dụng cell lipo của ATL. Thì ATL là một cái hãng sản xuất cell pin cũng rất là lớn. Và thường cell của ATL được sử dụng trong rất nhiều brand của Trung Quốc. Ví dụ như là Huawei, họ cũng sử dụng rất là nhiều cell đấy, của ATL trong đồng hồ, trong tai nghe của họ đều sử dụng. Oppo cũng như vậy. Tuy nhiên nói gì thì nói, mặc dù là hãng lớn đúng không ạ, hãng sản xuất cell pin xịn, nhưng mà nó là cell lipo thì nó vẫn có các cái nguy cơ liên quan đến việc mà ví dụ các bạn để lâu quá nó đột tử cell chẳng hạn, hoặc là trong quá trình sử dụng là các bạn xả cạn kiệt quá này, sau đó để thời gian lâu quá không xả nó có thể bị phồng.
thì đấy là các cái nguy cơ của cell lipo. Thế còn viên này thì nó sử dụng cell 21700 thì nó sẽ bền hơn, nó ít có nguy cơ bị đột tử, chết cell, nhất là ở trong sạc dự phòng nó ít có nguy cơ bị như vậy và nó không bị phồng. Đấy, đấy cũng là lý do tại sao mà rất nhiều anh em ưa chuộng những pin sạc dự phòng sử dụng cái cell hình trụ 21700 hoặc 18650. Đó, mình đang sạc vào như này. Tất nhiên là so như vậy là so rate capacity thôi các bạn nhé. Thế còn cái viên Anker này nó là viên kiểu thế hệ mới, nó có công suất cao hơn những cái viên mà mình vừa dơ ra ở đây. Đó, nên là so thế thì cũng không đúng. So để mà so giá các bạn cần phải so, thứ nhất là so dung lượng, so công suất đấy, và so tính năng để xem nó có tương đương nhau không thì mới bắt đầu so đến giá. Chứ còn chỉ nhìn vào 10.000 mAh mà mang giá so với nhau thì sẽ là không chuẩn xác. Ok, bây giờ thì mình đã sạc vào này. Viên này thì các bạn sẽ thấy ngay một cái nhược điểm là output max của nó là 30W, nhưng mà cái input khi mà sạc vào max là 18W, thì ở đây nó đang nhận là 17W. Con số này thì nó sẽ kiểu thọt hơn một số ít đối thủ cùng tầm tiền. Đấy, một vài viên khác, ví dụ như là viên Samsung này chẳng hạn, thì sạc ra là 25 nhưng mà sạc vào cũng được 25. Đấy, thì nó sẽ nhanh hơn là sạc vào chỉ được 20 mà thực nhận là chỉ khoảng độ 17 như này. Sạc vào 18, thực nhận là khoảng 17. Đấy, thì đây cũng là một cái nhược điểm nho nhỏ của viên Anker này, thì các bạn có thể tham khảo và cân nhắc. 18 thì nó sẽ sạc vào thì nó sẽ tương đương với mấy viên này, cũng là sạc vào cỡ 18-20. Đó, thời gian nó cũng tương đương. Và khi mà sạc vào các bạn sẽ có một cái màn hình ở đây, nó báo phần trăm và báo thời gian còn lại khi đầy này. Đang sạc được 12% rồi. Và 1 tiếng 49 phút nữa thì nó sẽ đầy. Đấy, đây là một cái màn hình OLED các bạn nhé. Cái màn hình này thì khá là độc đáo, nhưng mà nó hiển thị được hơi ít thông tin. Thứ nhất là hiển thị được phần trăm, thứ hai là hiển thị được cái thời gian còn lại thôi, chứ nó lại không hiển thị được công suất. Giá như mà nó bổ sung thêm cái hiển thị công suất ấy, mình thấy còn thích hơn là hiển thị cái thời gian kia. Thời gian kia thì lát chúng ta sẽ cùng trải nghiệm và cùng phân tích một chút. Đấy, bây giờ thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem một chút về mặt thiết kế. Đây là một viên mình rất ưng trong đợt sale vừa rồi, cầm nó mướt mượt mượt luôn các bạn. Đây là một cái viên mà nó làm theo kết cấu là cả cái vỏ dưới này là liền một khối các bạn nhé, và nó sẽ là nhựa nhám này. Ồ, chỗ này của mình bị chảy mất rồi. Nó mặt dưới này cũng như viền xung quanh nó rất là ít bám mồ hôi dầu vân tay, gần như không bị bám, nhưng mà nó vẫn có nguy cơ bị chảy giống như này. Anh em dùng thì cẩn thận một chút, hoặc là ngay ở trong hộp của nó thì cũng có tặng kèm một túi đựng. Đấy, nguyên khối. Và mặt trên này là một cái mặt giống như kiểu mặt kính lưng của iPhone. Nó là kính nhám nhưng mà nó không có độ nhám cao như là cái lưng điện thoại iPhone. Ví dụ như là dòng 11 Pro Max chẳng hạn. Thì cái này nó có nhám nhưng mà nó vẫn bám mồ hôi dấu vân tay. Nó mà nhám nhiều hơn một chút thì nó sẽ không bám mồ hôi dấu vân tay. Nhưng mà cái này nó vẫn hơi mịn. Nó rất là giống bằng kính. Khả năng cao là bằng kính các bạn. Đấy, kết cấu của nó như vậy, liền khối thân với cả lưng. Thế còn mặt trên là mặt giống như kính. So một chút về mặt kích thước nhé, để các bạn dễ hình dung. Đây là viên Ugreen, gọi là rất nhiều anh em mua rồi, kiểu huyền thoại rồi. Đó, viên này thì sử dụng 2 cell 21700, nó sẽ mắc nối tiếp thành mạch pin 2S. Đó, còn đây là viên 2 cell 21700 mắc song song. Để các bạn so sánh về mặt kích thước, đơn thuần là kích thước để cho các bạn dễ hình dung thôi. Đây là viên Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Viên này thì sử dụng cell lipo của Lise. Viên Samsung này thì vừa hôm trước lên video, lúc mình lên ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng 400.000 thôi. Nhưng mà bây giờ thì giá bán lẻ của nó đã khoảng 600.000. Viên này thì hôm trước mình có thông tin cho anh em là anh em nào mà sử dụng điện thoại Samsung muốn một cái viên pin sạc dự phòng mà có PPS 25W thì anh em có thể mua viên này. Nhưng mà viên này bây giờ nó tăng giá rồi, và cái kích thước của nó rất to như này. Giá nó bây giờ là khoảng 600 thì cũng tương đương với viên Anker này. Các bạn có thể áp mã các kiểu, nó chỉ khoảng 600 thôi. Thì viên này cũng có PPS là 3A, sấp xỉ 3A 2.75, tức là cũng rơi vào khoảng được 25W PPS các bạn nhé. Đó, thì anh em sử dụng Samsung anh em có thể bỏ qua cục này rồi. Anker nó ra cục này rất là hợp lý luôn. Giá nó ngang bằng nhau ở thời điểm hiện tại. Đó, các bạn sẽ có thêm cổng A và hai cổng C. Thế còn viên Samsung này thì nó
chỉ có hai cổng C thôi. Và thiết kế của nó thì theo form cổ nên là nó sẽ to. Đó. So sánh đó là về mặt đấy, các bạn có thể thấy là viên này của Samsung thì giá bán lẻ bây giờ khoảng 600 cho công suất 25W. Thế còn viên này của Oppo chẳng hạn nó là 30W. Nó có vóc thế nhưng mà giá của nó sẽ cao hơn hẳn. Đấy. Nó sẽ rơi vào khoảng 700.000 cho lúc mà chúng ta săn sale các thứ. Ngoài ra nữa thì mình hay đăng giới thiệu anh em mua viên này tại vì một lý do là Baseus ấy, họ ra một viên là Ananda 2 30W 10.000 mAh. Viên đấy giá cũng khoảng 600 các bạn nhé. Đấy, mình hay bảo sao Baseus đắt như Anker hay là Anker rẻ như Baseus là như vậy. Cũng là cùng công suất 30W. Và viên Baseus kia thì mình thấy nó ra từ năm ngoái nhưng mà mình thấy giá cao quá nên mình chưa chốt. Anker ra viên này cái mình chốt luôn các bạn. Sử dụng 2 cell 21700. Thế còn viên Baseus kia thì nó sử dụng 2 cell LiPo. Đấy. Viên này thì lại có màn LED đẹp hơn rất là nhiều. Đó, quay trở lại một chút về phụ kiện các bạn nhé. Mình hôm trước thì mình mới lấy viên pin ra thôi. Nó sẽ tặng kèm cho các bạn một sợi cáp hai đầu tai C. Rơi vào khoảng cỡ 50cm này. Tiếp đến thì có một cái túi đựng lưới như này để các bạn có thể đựng viên pin sạc dự phòng. Cũng thuộc diện khá là vừa. Đó, có sách hướng dẫn sử dụng anh em nên đọc qua nhé. Bây giờ thì mình sẽ check các chuẩn sạc. Mình sẽ sử dụng USB test của FNB đi cho nó nhanh. USB test của FNB thì nó check các chuẩn sạc rất là nhanh các bạn. Đây, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều chuẩn luôn. Các bạn sẽ có Samsung IFC này, Huawei FCP này, đó, FCP lên đến 25W này. Nó không hỗ trợ vốc các bạn nhé. Cổng C thì hai cổng C này là tương đương, đều có thể vừa sạc ra vừa có thể sạc vào. Đấy. Và có hỗ trợ tương thích ngược với QuickCharge 2.0, QuickCharge 3.0. PD của các bạn ở đây là 30.25W với 6 profile. Ok, mình sẽ check các cái chuẩn của PD, profile của PD. Các bạn sẽ có các cái profile 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, 1.5A. Cái profile 20V, 1.5A này các bạn có thể sạc được cho một vài con laptop mà kiểu thuộc diện văn phòng nó ăn công suất thấp ấy. Mình đang có một chiếc gọi là gì nhỉ? MacBook Air. Con đấy thì sạc vào mắc là 65W. Thế nhưng mà khi mà pin đầy nó ăn công suất khá là thấp và mình đã thử cắm viên này thì nó có thể duy trì nguồn cho cái máy tính MacBook Air đấy của mình. Profile thứ 6 là 3.3V đến 11V, 2.75A. Đây chính là profile PPS cho Samsung. Thì với cái thông số này, các bạn sẽ lấy số 9, tức là PPS thì nó sẽ hoạt động khoảng 9V, nhân với 2.75 thì nó sẽ ra là 24.75, tức là sắp xỉ PPS 25W. Cho anh em hệ Samsung. Đấy, các bạn sử dụng Samsung thì các bạn có thể tham khảo cục này. Tiếp đến thì nó có PD là 30W. PD 30W này thì các bạn có thể sạc mắc pin cho tất cả các dòng iPhone các bạn nhé. Đấy, đấy là mục đích sinh ra của viên pin sạc dự phòng này. Tiếp đến với một cái màn hình như này, nó còn có chế độ sạc nhỏ giọt. Sạc nhỏ giọt này đúng nghĩa luôn các bạn nhé. Khi mà các bạn bật chế độ này lên, các bạn sẽ nhấn 2 lần nút nguồn này. Đấy, nó bật nguồn. Đấy, nhấn 2 lần nút nguồn. Khi vào chế độ sạc nhỏ giọt thì sẽ có một chấm xanh ở đây. Màn hình này thì nó lại có nhược điểm là khi ra ngoài trời nó sẽ kiểu hơi bị tối. Ở trong phòng thì chúng ta nhìn thoải mái nhưng mà ra ngoài nguồn ánh sáng mạnh thì nó sẽ hơi bị tối các bạn nhé. Mình đã bật chế độ sạc nhỏ giọt và bây giờ chúng ta sẽ cùng check lại các chuẩn sạc. Nó có ưu điểm là chế độ này là chế độ gọi là đúng nghĩa nhé. Bật lên là nó sẽ tắt tất cả các chuẩn sạc nhanh. Nó chỉ còn sạc thường 5V thôi. Thì đây cũng là một cái lý do mà mình tin tưởng cái viên này để có thể mua, để có thể sạc cho những cái tai nghe của mình với cả đồng hồ của mình, đặc biệt là tai nghe. Đó, các bạn thấy không? Ban nãy thì chúng ta không bật cái chế độ này thì nó hỗ trợ rất nhiều chuẩn sạc nhanh. Nhưng mà bật chế độ sạc nhỏ giọt lên thì nó đã tắt hết rồi, đỏ lòm hết rồi. Đó, đỏ hết rồi, mình đã check nhiều lần rồi. Cái USB test này của mình thì dạo này nó hay bị kiểu ngắt ngắt giữa chừng này. Đó. Rồi, ok, test xong này.
nó đã tắt hết chuẩn sạc nhanh các bạn nhé. Đây cũng là một cái yếu tố mà tại vì mình thuốc anh em mua hơi nhiều nhưng mà tính năng của nó đầy đủ. Tiếp đến về cái màn hình hiển thị này, mình sẽ tắt bỏ cái chế độ này đi. Màn hình này thì nó sẽ báo phần trăm pin này, thời gian còn lại này. Nó có một cái điểm hơi bị đần một chút, là mình vừa tắt cái chế độ sạc nhỏ giọt đi, nhưng mà chúng ta sẽ phải chờ một lúc nữa cho khi nào mà nó báo về phần trăm như bình thường thì cái chế độ đấy nó mới tắt hẳn. Thế còn hiện tại mình đã thao tác tắt rồi, nhưng nếu như bây giờ check nó vẫn chưa tắt hẳn đâu các bạn. Nó vẫn còn kiểu chế độ sạc nhỏ giọt. Cái nút này nó hơi khó bấm trên cái viên này của mình. Ok, đây là với cái màn hình này. Đáng lý ra nó để cái công suất thì mình sẽ thấy hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng mà đây nó chỉ để cái gọi là báo thời gian thôi. Đấy. Bây giờ thì mình đang sạc vào là 12V, 1.45A, sắp xỉ là 18W, 17 mấy W này. Nó sẽ báo thời gian còn lại để sạc đầy cái viên này. Đó. Thì đấy là cái đồng hồ hiển thị thời gian. Cái đồng hồ này nó có ý nghĩa nào nữa? Thì khi mà các bạn cắm sạc thì mình thấy là các bạn cắm sạc cho điện thoại thì cái tiến trình sạc nó sẽ diễn ra là ban đầu thì cái viên này nó sẽ sạc kéo mắc công suất có thể, hoặc là điện thoại của các bạn sẽ kéo mắc công suất có thể của cái viên này. Thì lúc đó thì cái đồng hồ thời gian này nó sẽ báo, ví dụ là báo 1 tiếng chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ 50 phút sau, 10 phút sau, điện thoại của các bạn mà đã sạc đủ cái chế độ đấy rồi, nó lên mức khoảng độ 80% chẳng hạn, lúc đó nó giảm công suất sạc, thì cái thời gian này nó lại kiểu bị tăng lên ấy. Nên là cái con số này nếu như mà nó là công suất thì nó sẽ đẹp hơn. Và mình thấy là nó sẽ phù hợp hơn khi mà cắm cho những cái tải liên tục. Ví dụ như ban nãy các bạn có thể thấy lúc đầu là mình cắm vào một cái tải liên tục 15W thì nó sẽ báo cái thời gian này tương đối là đúng. Hoặc là khi mà mình sử dụng với một chiếc quạt. Gần đây thì mình có mua chiếc Misa 1X. Đây. Mình sẽ cắm cho các bạn xem. Thì cắm vào những cái tải mà nó tải kiểu kéo đều, hoặc là các bạn cắm vào cục wifi đi chẳng hạn, thì lúc đấy thì cái đồng hồ thời gian này nó sẽ rất là kiểu cố định và chính xác. Ừ, cái dây này đầu to quá lại không cắm được chứ. Mệt mỏi thật sự. Cái quạt này nó làm cái hốc cắm hơi bị cùi. Mình đã kéo một cái dây 2 mét ở đây để dễ dàng test cho các bạn tham khảo. Bây giờ thì mình đã cắm vào cái quạt này hỗ trợ quick charge các bạn nhé. Mình đang bật ở mức công suất cao nhất. Nó sẽ ăn khoảng độ 12 đến 14W tùy tính năng sử dụng. Nếu như có đảo gió thì sẽ lên được khoảng gần 14W. Đó. Thì khi mà cắm vào những cái tải mà nó ổn định như này, nó kéo ổn định 12W như này, thì cái thông số giờ ở đây, đó. Thông số giờ ở đây sẽ hiển thị tương đối là chính xác. Đấy. Bây giờ ví dụ mình giảm về số 1 các bạn nhé. Đấy, mình giảm về số 1. Giảm về số 1 thì cái quạt này nó chỉ ăn khoảng độ 1.5W thôi các bạn. 1 đến 1.5W nhé. Nó đang chạy ở số 1 đấy. Thì lúc đấy cái thời gian này lập tức là được tính toán lại và sẽ biểu thị cho chúng ta là nó sẽ kéo được cái tải này khoảng 2 tiếng mười mấy phút này. 2 tiếng 25 phút này. Mình sẽ tăng số này. Số 2 chẳng hạn. Công suất ở đây đã tăng lên khoảng độ 2.5W. Thời gian ở đây sẽ được tính lại là 1 tiếng 20 phút. Tăng tiếp số 3 này. Tăng số 3 lên thì công suất ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 4.5W đến sắp xỉ 5W. Thì ở đây thời gian cũng sẽ được tính lại. Nó sẽ kéo được cái tải này khoảng 4-6 phút. Đấy là cái mà mình thấy hay ho nhất, là khi cắm vào những cái thiết bị mà nó có tải kiểu đều thì con số này nó sẽ hiển thị cho chúng ta được cái thời gian sử dụng dự kiến. Hoặc là các bạn mất điện, các bạn cắm vào cục wifi, các bạn sẽ biết được là cái cục wifi nó sẽ chạy được bao lâu, ví dụ như thế. Hoặc là mình hay cắm vào một cái đèn led USB thì nó sẽ chạy được khoảng hơn 10 tiếng, nó sẽ báo như vậy. Đây là một tính năng mà khá là hay ho và mình thấy hữu dụng hơn trong các trường hợp đấy. Thế còn ví dụ như khi mình cắm vào laptop, là một cái thiết bị mà nó ăn tải biến thiên theo tác vụ sử dụng,
và biến thiên rất là nhiều và rất là liên tục ấy, thì cái con số thời gian này nó sẽ không đúng nữa, nó sẽ cứ nhảy qua nhảy lại liên tục đấy. Ở tiến trình sạc thì nó cũng như vậy, nó kiểu như là ví dụ mình sạc cho điện thoại của mình đang là 66% pin thì một lúc sau nó lên 80% thì cái công suất nó giảm xuống chẳng hạn, thì lúc đấy cái thời gian còn lại ở đây nó lại tăng lên, thì nó không mang nhiều ý nghĩa lắm. Đấy là cái mô tả của mình để các bạn tham khảo. Còn đây là một viên mà rất là đầy đủ tính năng, sử dụng 2 cell 21700, mắc thành pin 2S, công suất ra mắc là 30W, có thể sạc mắc pin cho các dòng iPhone, có PPS là 25W, có thể sạc được cho Samsung này, và có chế độ sạc nhỏ giọt. Các bạn có thể sạc an toàn cho tai nghe True Wireless này, các cái tai nghe đắt tiền này, hoặc là đồng hồ này. Có hai cổng C có thể in này, cổng này thì cổng out này có thể hỗ trợ quét chạc này. Đó, hoàn thiện rất là đẹp luôn. Chất các bạn cầm nó khác biệt hẳn. So với mức giá, so với cấu hình và tính năng, viên này hoàn toàn không đắt, nếu như mình có thể nói là nó rẻ so với cấu hình, tính năng và cái thương hiệu này. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ. Mình sẽ để link bên dưới cho các bạn tiện tham khảo và săn sale nhé. Cái viên này thì mình mua của Tap Store. Tuy nhiên ấy, cái shop này thì nhờ anh em đánh giá là uy tín. Bản thân mình thì cũng là người mua giống như các bạn thôi, nên là mình cũng không thể đứng ra đảm bảo uy tín thay được. Anh em cứ săn sale và cân nhắc. Mình thì cũng mua một vài món của shop này nhưng mà chưa phải bảo hành phát nào, nên là cũng chưa được trải nghiệm bảo hành và cũng chưa gặp vấn đề gì, nên là không biết uy tín như nào. Đấy,